Chào mừng quý vị và các bạn đang xem chương trình trên kênh YouTube Báo Nông Thôn Ngày Nay. Thưa quý vị, vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã trải qua thảm kịch động đất gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Những người dân nơi đây đang phải đối diện với những mất mát và đau thương hơn bao giờ hết. Với tinh thần tương thân tương ái, Việt Nam đã cử lực lượng cứu nạn cứu hộ sang Thổ Nhĩ Kỳ để giúp đỡ người dân. Ngay trong đêm 10 tháng 2, đoàn công tác Bộ Công an đã bắt tay vào công tác cứu hộ 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của một tòa nhà dưới thời tiết âm 6 độ C. Sáng ngày 11 tháng 2, đại diện Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho biết, đoàn công tác cứu nạn quốc tế Bộ Công an Việt Nam đã bắt đầu triển khai công tác cứu nạn tại thành phố Adıyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Cụ thể, 7 giờ ngày 10 tháng 2 giờ Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác đã đáp máy bay xuống sân bay Istanbul. Từ sân bay Istanbul, đoàn tiếp tục bay đến thành phố Adana để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Theo sự sắp xếp của Cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ AFAD, lực lượng cứu nạn quốc tế của Bộ Công an Việt Nam sẽ làm nhiệm vụ tại thành phố Adıyaman. Đại diện đoàn công tác cho biết, quãng đường từ sân bay đến nơi làm nhiệm vụ khoảng 300 km, theo dự kiến sẽ mất khoảng 6 giờ để di chuyển. Nhưng vì thời tiết có tuyết rơi, đường trơn trượt nên hơn 10 giờ đồng hồ di chuyển liên tục đoàn mới đến nơi. Đại diện đoàn công tác cũng cho biết thêm, do đi lại khó khăn và phải vận chuyển 15 tấn thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, nên đoàn phải chia thành 2 nhóm để di chuyển. Đến 3 giờ ngày 11 tháng 2 giờ Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531 Adıyaman Merkez. Vị đại diện này nói, chúng tôi được Cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo là có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà. Ngay khi đến nơi, chúng tôi đã tiến hành trinh sát và vào việc ngay. Vị đại diện đoàn công tác cho biết, tinh thần của lực lượng cứu hộ cứu nạn Bộ Công an Việt Nam là cố gắng tìm kiếm được những người còn sống sót bị mắc kẹt trong đống đổ nát, nên quá trình trinh sát được thực hiện rất tỉ mỉ, lên kế hoạch kỹ lưỡng. Đại diện đoàn công tác chia sẻ thêm, tình hình thực địa đang vô cùng khó khăn vì nhiệt độ giảm sâu đến âm 6 độ C. Thêm vào đó, các tòa nhà bị sập vẫn tiếp tục đổ xuống. Nếu như không có kế hoạch tỉ mỉ, thì chính lực lượng cứu nạn cứu hộ sẽ gặp nguy hiểm. Ngoài việc chính là cứu nạn cứu hộ, các thành viên của đoàn công tác sẽ thực hiện các nhiệm vụ y tế khác theo sự điều phối của Cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, chiều ngày 9 tháng 2, Bộ Công an đã tổ chức lễ xuất quân đội cứu nạn cứu hộ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu nạn đối với thảm họa thiên tai xảy ra ở rất xa lãnh thổ Việt Nam, phối hợp cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới đang tổ chức cứu nạn cứu hộ như Hàn Quốc, Algeria, Nga, Iraq, Mexico. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu nhấn mạnh tại buổi lễ xuất quân của Đoàn Công tác Cứu nạn Quốc tế Bộ Công an Việt Nam. Bộ Công an đã lựa chọn những chiến sĩ, sĩ quan tinh nhuệ nhất, khỏe nhất, được đào tạo cơ bản, đã tham gia nhiều khóa tập luyện tại nước ngoài, sẵn sàng làm hết sức mình khi tham gia cứu nạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trung tướng Tô Ân Sô, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đây là lần đầu tiên Bộ Công an Việt Nam cử đoàn công tác tới làm nhiệm vụ quốc tế tại một khu vực xảy ra thảm họa ở rất xa lãnh thổ Việt Nam. Đoàn nhận nhiệm vụ lên đường ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý cử các đoàn cứu nạn cứu hộ của Việt Nam sang trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và xuất phát sang Thổ Nhĩ Kỳ chỉ vài giờ sau khi nhận lệnh. Điều này chứng tỏ tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật và tính chiến đấu rất cao của lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Công an bày tỏ, qua công tác cứu nạn cứu hộ lần này, những sứ giả hòa bình sẽ để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cũng như trong lòng bạn bè quốc tế. Đồng thời, học hỏi được những kinh nghiệm quý báu của bạn bè quốc tế trong thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ. Mặt khác, đây cũng là sự hội nhập của Việt Nam, thể hiện sự lớn mạnh của Việt Nam vươn lên so với bạn bè quốc tế, ngang tầm với quốc tế, sẵn sàng tham gia với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Thưa quý vị, hành động đẹp của những sứ giả hòa bình của Việt Nam khiến cư dân mạng xúc động và dành không ít lời khen ngợi. Qua công tác cứu nạn cứu hộ này, hy vọng sẽ phần nào giúp đỡ cho những người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết.
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc. Xin chào và hẹn gặp lại!